Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay thứ tư thì thường không làm video anh chị, nhưng mà cũng có một số cái ý mình cũng có hơi băn khoăn, do đó mình cũng làm video hôm nay, rồi có thể là phiên mai phiên kia, mà nếu như mà thị trường vẫn đang tiếp tục dao động ở cái vùng này thì chúng ta có thể nghỉ ngơi chờ đợi, đúng không ạ? Còn nếu như có những biến cố gì thì hoặc là có những cái gì mà nó có thể tích lũy, có những dấu hiệu gần tới cái đường trend giảm này, thì mình sẽ làm video. Thì tinh thần là như vậy. Hôm nay thì phiên sáng nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành chứng khoán tăng khá là mạnh, khả tăng khá là tốt. Chắc chắn rằng là nhiều anh chị cũng có thể là bị đua lên phiên sáng nay, đúng không ạ? Có thể là bất động sản Phát Đạt, DG, Đất Xanh, vân vân. Đấy. Nhưng mà phiên chiều thì lại là bị bán ngược lại, và nhóm ngành chứng khoán cũng như vậy thôi. Đấy, thì quan điểm của mình thì mình cũng giữ quan điểm rằng là nếu như muốn chúng ta muốn đánh lớn cái gì nữa, và chúng ta muốn ok được á, thì anh chị phải chờ thoát trend giảm này. Và mình đã nói bao nhiêu lần rồi, tức là khi mà thị trường mà khi mà nó đang nằm dưới đường trend giảm, và chỉ số điểm số của VN-Index là đang nằm dưới tất cả các đường trung bình nhé, thì thường nó phải có một quá trình tích lũy và nó phải vượt hẳn cái đường trend giảm này, khối lượng phải lớn anh chị nhé. Hôm qua mình làm video mình còn nói thì hôm qua mình còn nói anh chị là nếu như phiên ngày mai mà có tăng thì anh chị cũng không mua, tức là phiên sáng nó có tăng đấy. Thực tế là trong nhóm khách hàng của mình, nhiều anh chị cũng rất là tải máy hỏi là cũng có hỏi vào là Đất Xanh rồi về DG rồi Phát Đạt hay không các kiểu đấy. Thực tế ra là cái này thì chúng ta đã trao đổi hôm qua rồi, tức là khi mà cái vùng kháng cự phía trên còn rất dày và quá trình tích lũy chưa nhiều và nó chưa vượt được đường trend giảm ạ, thì chúng ta có đánh thì đánh ít thôi, quan điểm của mình như vậy. Lượt lạt đôi tí vô vui thì được, chứ còn mà để tham gia thị trường để lấy cái cảm giác thị trường thì được, chứ còn mà để đánh với quy mô này kia thì mình cho rằng là nó rất là rủi ro. Đấy, cái khá là giải đoạn vừa rồi mình chia sẻ rồi. Và khi nào anh chị muốn ok thì đó, chờ nó vượt hoàn thẳng cái đường trend giảm anh chị, vượt hẳn đường trend giảm này với khối lượng lớn anh chị nhé. Đấy, còn khối lượng không lớn nó không chơi. Đấy, thì đó là cái cách mà anh chị an toàn hơn. Thì quá trình này thì anh chị có thể là về vượt trend giảm này, cùng có thể là anh chị cũng có thể là về cái ngắn hạn hơn, anh chị có thể về đường trend như thế này, nhưng thì về 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 tám cái mô hình tam giác nếu có ai không chưa biết đấy. Nhưng mà hôm qua mình có vẻ đấy, tức là nó phải đi trong cái mô hình tam giác này. Trong trường hợp ok thì nó phải tích lũy lại, có thể là trong cái biến này nó dao động nó này, tôi kể nó, nhưng mà nó phải vượt khỏi tiến dần về cái đỉnh của tam giác đấy. Có thể là nó đang không vượt được đường trend giảm thì nó phải tiến dần về đỉnh tam giác, thì anh chị có thể tham gia là nó phải ok nhất. Thì đó là nhiều cái cách để anh chị có thể tham gia đấy. Tất nhiên thì hôm nay chắc chắn là cái tâm lý của hầu hết chúng ta thì khi thị trường và cổ phiếu tăng á, ví dụ phiên sáng mà nhiều cổ phiếu bất động sản tăng khá là tốt đó chị, mình nhìn mình cũng tiếc chứ không phải là không đâu, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mà không kiên nhẫn được là chúng ta ra rất dễ đúng vào đấy, dòng chứng khoán nó dòng bất động sản vân. Bởi vì mua như hôm kia hoặc hôm qua với chiều hôm nay hàng về, hoặc là chiều ít nhất là chiều mai hàng về, thì anh chị cái độ rủi ro anh chị sẽ thấp. Còn nếu như anh chị đủ hôm nay á thì cái lời lãi chúng ta chưa tính, nhưng mà có thể là nhỉ thôi, nhưng mà lời lãi chứ nói, nhưng mà đủ như hôm nay thì chúng ta sẽ rất rủi ro, bởi vì nó có thể chậm hàng hàng về không kịp đấy. Còn bán đó là bán ngược vào phiên chiều, khi mà nó thị trường gặp cái vùng đỉnh này, vùng đáy ngắn hạn trước đây này, cái giai đoạn thẳng thẳng ngày 4, ngày 5, ngày 6 tháng 10 đây này, thì và nó gặp ngay đường MA200 thì nó phải rút lại bán vào phiên chiều là hiển nhiên, bởi vì khi sáng lúc sáng bà thị trường kéo lên những mới khu thanh khoản nó yếu thì chúng ta lưu ý rằng là nó sẽ không lên được, là thứ nhất. Còn chúng ta cũng không loại trừ một khả năng là nó có thể tẹt về đáy này là gì này, cái đáy phiên thứ sáu vừa rồi đấy, chúng ta cũng không loại trừ là nó tẹt về vùng này. Và nếu như mà nó thủng cái vùng này nhìn này, không cần thủng đáy đâu, nếu như nó thủng 1090 gì này, đấy, vùng này này, thì anh chị nên cân nhắc. Lời lãi không biết nhưng mà đánh bao nhiêu không biết, nhưng nếu như nó thủng vùng này á thì anh chị nên cân nhắc. Đấy, nếu như nó thủng vùng này một khối lượng lớn nữa thì anh chị nên cân nhắc. Có thể nếu có hàng vừa rồi anh chị có thì anh chị nên cân nhắc, có thể phải thoát ra. Đấy, thì đó là quan điểm của mình. Tí nữa mình lại phân tích ở khung độ nhỏ thì anh chị thấy cái điều này. Đấy, thì đó là về thị trường, anh chị lưu ý cho mình như vậy, bởi vì chúng ta chưa có một cái yếu tố gì mà có thể khẳng định được rằng đây là đáy, đúng không ạ? Thì đó là về yếu tố thị trường đi. Thì mình quan điểm của mình là mình ở khung ngày thì mình có một sự lưu ý dựa cho anh chị như vậy. Còn nếu khung độ nhỏ hơn á thì ở dưới ngày á thì anh chị nhìn ở đấy thì anh chị biết rồi, anh chị nhìn ở đấy thì anh chị thấy rằng cái đường trend giảm này nó chưa chưa vượt qua được, đúng không ạ? Nó chưa vượt qua này, nó đang nằm dưới đường trend giảm, tức là khung 30 phút dưới ngay là nó khung nhỏ mà nó chưa vượt qua, thế là khung lớn làm gì nó vượt qua được anh chị, đúng không ạ? Thứ hai nữa là anh chị thấy rồi, phía hôm nay thì phiên sáng nó kéo lên, nhưng mà mức độ kéo là thanh khoản nó yếu. Anh chị nhìn được khung độ nhỏ là anh chị thấy là mức độ thanh khoản nó rất là yếu đấy phiên sáng. Nhưng phiên chiều thì giai đoạn 64 giờ gì nhá. Đây.
cái giai đoạn từ 14 giờ này, từ 14 giờ là bắt đầu bị bán. Này, bây giờ 14 giờ bắt đầu bị bán. Và mức độ bán anh chị thấy là cái khối lượng bán là nó lại tăng lên. Đấy, ở cái cả cái phiên thứ 6, chiều thứ 6 này, chiều thứ 2 này và phiên chiều thứ 3 này. Hôm qua thì là ba phiên chiều mà có khối lượng mua khá là tốt, hôm qua chúng ta đã đánh giá. Nhưng phiên chiều này thì lại bị bán lại. Tất nhiên cái khối lượng như thế này thì nó cũng không lớn so với cả cái phiên phục hồi ở đây. Nhưng mà hiện tại chúng ta thấy rằng cái áp lực bán nó vẫn mạnh. Cái áp lực bán này có thể là xuất phát từ những nhà đầu tư bắt đáy từ phiên thứ 6 vừa rồi, hoặc là thứ ở phiên thứ 6 vừa rồi hoặc là phiên thứ 2 vừa rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay chiều hôm nay hàng về chẳng hạn là họ có một phần lãi, ví dụ phần cổ phiếu bất động sản hoặc chứng khoán họ có thể chốt lại, sinh ra một cục tâm lý này, cục khối lượng này. Đấy thì hiện tại thì là nó như vậy. Còn anh chị chơi nó vượt khỏi đường trend giảm này thì anh chị tham gia nó sẽ an toàn. Đấy, còn nếu như thế này thì nếu như chúng ta cũng không loại trừ là nó sẽ thuận giảm tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện tại như thế này nó chưa đảm bảo được yếu tố gì hết và nó chưa vượt đường trend giảm. Còn nếu như anh chị nhìn được khối lượng, nhìn được mức độ khối lượng nhé, nhìn được khung đồ dưới ngay thì anh chị thấy là 1090 đến gì này, 1090 này, 8990 vùng này. Đấy, không cần chơi phải vùng đáy đó gì nữa. Nó mà thủng vùng này như này. Nó thủng vùng này mà khối lượng lớn nhá. Anh chị nhìn được chart 30 phút đến 1 giờ anh chị thấy cái khối lượng này. Nếu như nó thủng chạm xuống đấy mà khối lượng lớn á thì có thể nó rụt phục hồi lên mà khối lượng nhỏ á. Mình lấy ví dụ nó chạm xuống cái vùng này 1090 mà khối lượng nhỏ lớn. Nhưng mà nó cũng có thể khi nó cũng có những trong phiên nó cũng có những giai đoạn nó kéo lên. Nhưng mà khi kéo lên khối lượng nhỏ thì mình cho rằng anh chị nếu có hàng anh chị nên cân nhắc thoát ra. Thì đó là về cái chiến lược là nó như vậy. Còn một cái trường hợp nữa là nó giảm về 1090, mình lấy ví dụ thôi, chưa biết về vùng nào gì nhá. Không biết được đâu. Có thể là cả phiên tới nó tích lũy ở vùng này nó ví dụ nó tích lũy ở vùng này thì tích lũy về tiềm cận dần cái đường trend giảm này và nó sẽ break khỏi đường trend giảm. Thì đó là kịch bản tích cực. Mình lấy ví dụ nó có thể tích lũy đấy, đúng không ạ? Loanh quanh như đấy, đúng không ạ? Sau đó nó tiến cận với đỉnh tam giác này và nó lại vượt lên. Thì cái này là cái tích cực ok rồi chúng ta. Để chơi nếu nó bứt lên chúng ta ok, đúng không ạ? Còn một khả năng nó tẹt về, nếu như nó tẹt về 1090 cái vùng này mà khi giảm xuống một khối lượng lớn và phục hồi lên khối lượng nhỏ thì anh chị nên cân nhắc. Còn nếu mà nó giảm về đấy một khối lượng nhỏ đấy, cùng về 1090 nhưng mà giảm về đấy, nhưng mà nếu như nó giảm về 1090 ví dụ như vậy và khối lượng nhỏ nhưng khi phục hồi lên khối lượng lớn á thì anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ được. Đấy, đó là anh chị lưu ý về cái cách chiến lược thì ở khung đồ nhỏ là anh chị lưu ý cho mình. Đấy là cái mà mình lưu ý anh chị, bởi vì là chúng ta không loại trừ là các phiên tới thị trường có thể giảm. Đấy, đó chúng ta nên chuẩn bị kế hoạch sẵn đi chứ cũng phải là để thụ động. Đó là những cái mà mình muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị trong cái video này. Còn bây giờ thì chúng ta lướt qua một số nhóm ngành thôi. Một số nhóm ngành thì hôm nay thì một số nhóm ngành, ví dụ nhóm ngành bất động sản này. Đấy, nhóm ngành bất động sản thì phiên sáng nó kéo nó rất tốt. Đấy, ví dụ như DG này, được chưa? Đấy, nhưng mà anh chị thấy rồi, khi mà hầu hết cả cổ phiếu hôm nay như nhóm ngành thép, ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản là lên chạm MA20 và chạm MA10 và có vượt được á, ở phiên sáng thì phiên chiều là cái khối lượng vào nó không tốt thì bị bán ngược lại hết. Đấy, mình lại ví dụ DG là phiên sáng nó tăng khá là tốt, khi có những lúc nó tăng gần 2% anh chị. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là mức độ thanh khoản nó yếu với khối lượng giảm đấy còn lớn thì nó sẽ không lên được. Và một cái kịch bản ở đấy một đáy lên kiểu giữ vế và vùng kháng cự phía trên con đất dây, thì mình cho rằng là một kịch bản nó tích cực nhất là nó phải tích lũy lại thôi. Còn nó tích lũy lại vùng nào không biết, nhưng mà giá hiện tại là con dưới MA20 thì mình vẫn cho rằng là anh chị muốn tham gia ok nhất á là anh chị chờ nó vượt được trên giảm. Đấy, như hôm qua mình chia sẻ với anh chị đấy, nói rồi biết làm khô mà biết rồi khổ lắm nói mãi, đúng không ạ? Nhưng mà đấy, nhưng mà anh chị thấy rồi, mình nói đi nói lại anh chị là có thể là anh chị chờ nó vượt cái đường trend giảm này, khối lượng lớn. Đấy, khối lượng lớn anh chị nhá. Đấy thì anh chị tham gia. Đó là một cách. Mà nếu không nữa thì anh chị vẫn như này. Anh chị vẽ cái tam giác này, tức là cái giá ở ngắn hạn nhất ở đấy thì nó sẽ như thế này như này. Đấy, có thể là vùng nào thì không biết, chứ có thể là một cái tam giác. Đấy, kiểu tam giác kiểu như vậy. Và nó dao động trong vùng này thì kỳ nó. Nhưng mà khi nó gãy dưới cành dưới cái tam giác thì anh chị phải bán. Có ví dụ lỗ thì anh chị phải cắt lỗ thôi. Còn mà nó bây giờ tiến về cái đỉnh của tam giác kệ nó, khi nó bứt hẳn một khối lượng lớn anh chị tham gia giá cao hơn 1 tỷ nhưng nó an toàn. Đấy thì tương tự như vậy cả cổ phiếu khác đối với nhóm ngành bất động sản thôi. Ví dụ như hôm nay đất xanh không kéo lên phiên sáng thì bán lại phiên chiều này, phiên sáng có những lúc là nó tăng gần 1,5% đúng không ạ? Nhưng mà phiên chiều nó bán ngược lại, tức là khi nó vượt MA20 khối lượng nhỏ nó không thành công thì vào vùng kháng cự phía trên đất xanh.
thì cổ phiếu thường là nó sẽ có xu thế tích lũy lại đấy. Thứ nhất, thứ hai là cả phiên vừa rồi là nó mới lên thêm chữ V thôi, tới cả phiên tới nó có thể tẹt lại vùng đáy hay không chúng ta không biết, nhưng mà vấn đề anh chị nên chờ thôi, nên chờ đấy. Thì quay trở lại ví dụ như hôm con đất xanh ấy, ví dụ như là mình có nói anh chị là anh chị lưu ý rằng là vẻ đường trend giảm, anh chị lưu ý là vượt phải khối lượng lớn nhé. Con đất xanh nó vượt từ hôm qua đấy, vượt như hôm qua nhưng anh chị vẫn phải không tham gia. Cái lý do của nó là khối lượng nhỏ, và khi khối lượng nhỏ thì nó thường tẹt lại. Ví dụ một cái điển hình hôm nay là như đất xanh nó là tẹt lại anh chị này đấy. Thì bây giờ chiến lược tiếp theo là như thế nào? Chiến lược tiếp theo như cổ phiếu này á, thì ví dụ như mà nó sẽ tiến về một cái đỉnh của tam giác anh chị ạ. Đây một đỉnh này, một đỉnh này anh chị, vẽ vẽ tam giác này, và khi nó tiến về mà khối lượng nhỏ, đầu kiệt cung của gần như đỉnh đỉnh của tam giác và khối lượng nhỏ á, thì anh chị chú ý được, và nó có một cây mới như cái tẹt cung của khối lượng nhỏ, biến đồ nhỏ, thì anh chị chú ý được rồi. Còn mà nếu như mà nó càng về đáy của tam, nó càng về đỉnh của tam giác và khối lượng là vẫn không nhỏ, và khối lượng là như và cái biến đồ dao động lớn á, thì anh chị hết sức cẩn thận đấy. Thì đó là về cổ phiếu bất động sản là mình lưu ý anh chị như vậy. Hôm nay có phát đa đồng kéo lên phiên sáng, kéo lên rất mạnh, có những giai đoạn nó tăng hơn 5% đấy, đấy 5,67% anh chị đấy, phát đạt đấy. Nhưng mà hồi cái này hôm mình chia sẻ anh chị nhiều rồi, anh chị chờ khi nào nó vượt được đường trend này này đấy, chúng ta hôm trước phân tích chúng ta đang về đấy, thì anh chị tham gia. Còn nếu không thì thôi, còn nó có thể tẹt lại đường trend giảm này, và khi nó tẹt lại đường trend giảm thì nó sẽ tiếp tục tích lũy đến đâu không biết đấy. Nhưng mà con nếu như mà nó vượt thì tham gia, không vượt là không tham gia, và vượt khối lượng phải lớn, còn vượt khối lượng nhỏ là không tham gia. Khối lượng nhỏ thì thường nó phải tẹt lại đấy, ví dụ điển hình như đã tránh vừa rồi đúng không ạ. Thì đó là đối với bất động sản là với cơ bản như vậy thôi anh chị, bất động sản như vậy, cái chiến lược như vậy đúng không ạ. Rồi tiếp theo nữa là bất động sản khu công nghiệp cũng vậy. Bất động sản khu công nghiệp thì ví dụ như EDC đi, EDC thì mình thì vừa rồi bắt ở đấy mình không bắt, nhưng mà khách hàng của mình thì vẫn có tham gia, mà đúng chiều nay hàng về đấy. Chiều hôm qua hàng về và hôm nay cũng có hàng về, chiều hôm nay là bán khí giá xanh này này một số anh chị đấy, thì không nhiều. Vì sao? Bởi vì cái khối lượng khi nó vượt đỉnh khối lượng lớn nhưng mà giảm lại khối lượng lớn, với những biến đồ rất lớn, cái này mình nói hôm qua, và anh chị chơi nó tích lũy, khi nào cái biến đồ nó nhỏ và cái khối lượng nó nhỏ, giống như đây anh chị này đấy, giống như đây anh chị này đúng không ạ, khối lượng nó phải nhỏ và biến đồ nó phải nhỏ lại thì nó mới lên được. Tất cả các quá trình đều như vậy. Hôm qua mình phân tích khá kỹ con KBC đấy, đấy anh chị thấy chưa đấy. Tức là anh chị chơi nó vượt hẳn anh chị có thể ăn ít một tí cũng được, không cần ăn nhiều đâu đấy, có thể là một cuối phiên ăn ít một tí cũng được, nhưng mà nó phải an toàn đấy, đặc biệt là giai đoạn này được chưa. Ví dụ như đây này đúng không, đây này đấy, cái này hôm qua mình phân tích rất là kỹ rồi. Tức là anh chị có thể mua cuối phiên được, nhưng không phải chơi nó vượt hẳn thì anh chị tham gia ăn ít tí một được cũng được, nhưng mà nó phải an toàn đấy, cái này hôm qua mình phân tích rồi đúng không. Tương tự như vậy đối với GVR hoặc là với GC vân vân đúng không ạ. Thế đó là đối với bất động sản khu công nghiệp là anh chị cũng cùng cùng cái chiến lược là chúng là như vậy thôi anh chị. Còn nó lỏng lẻo thế nào, nó rất là khó lên, lỏng lẻo là rất khó lên. Anh chị kiểm tra tất cả các quá trình cổ phiếu trước khi lên đó, là thường là khối lượng nó phải nhỏ và biến đồ nó phải chặt đấy, anh chị kiểm tra là tất cả thì nó sẽ thấy điều đó thôi. Rồi tiếp theo nữa là dòng chứng khoán, dòng chứng khoán chiến lược chung cũng vậy đấy, anh chị thấy chưa, chúng ta là vẽ thôi. Tức là nó dao động dưới vùng này, mà nếu như vì là một cái ví dụ nữa, là nó vừa rồi nó chạm chạm thế này, nó gặp vùng kháng cự hỗ trợ nó bật lên 2 lần rồi, nhưng mà chúng ta cũng không loại trừ là nó thủng vùng này nó sẽ đi luôn à, đúng không ạ. Ví dụ nó thủng vùng này nó có thể thủng sâu xuống dưới, chứ cũng không đơn giản là nó sẽ tích lũy ở đấy. Đấy, do đó là chúng ta hết sức lưu ý, đặc biệt là vùng này khá là dao động và khối lượng nhỏ nữa. Do đó anh chị mà muốn tham gia là anh chị chơi nó vượt đường hẳn đến đã giảm, muốn tham gia anh chị tham gia ít thôi, lấy cảm giác thị trường thì được đấy. Rồi là ví dụ như SSI vậy thôi chị, cái quá trình vừa rồi nó gặp với vùng vùng hỗ trợ thế này này, nó là có quá trình hai đáy này, ba đáy tẹt ba đáy này, nhưng mà chúng ta không loại trừ những khả năng là gì, các phiên tới ví dụ nó cân bằng tích lũy đấy không thành công á, và dòng tiền yếu thì nó có thể giảm tiếp, và khi nó giảm tiếp thì chưa biết là nó phải về đâu. Do đó là cái giai đoạn này mình cho rằng là cũng hết sức là rủi ro, chứ cũng không đơn giản đâu. Do đó nếu anh chị muốn tham gia an toàn thì như lúc nãy mình chia sẻ với anh chị, giá phải di chuyển về đỉnh của một cái tam giác, và khi đó cái khối lượng nó phải nhỏ và biến đồ nó phải nhỏ, và sau nó bứt hẳn khỏi cái đỉnh cạnh trên của tam giác, và với khối lượng lớn thì anh chị tham gia, còn khối lượng nhỏ thì anh chị sẽ vẫn không tham gia đấy. Thì nó chẳng tha là ăn ít đi một tí, nhưng mức độ an toàn nó sẽ cao hơn đấy. Còn nếu như nó như thế này cả phiên tới nó chúng ta không loại trừ nó sẽ thủng cái đáy này á. Nếu như nó thủng cái đáy này và thủng cái vùng hỗ trợ này, bởi vì nó vùng hỗ trợ này nó đã có tác dụng là vừa rồi nó đã bật hồi lên mấy lần đấy rồi đúng không ạ. Do đó giai đoạn tới nếu nó thủng vùng này á,
thì anh chị hết sức lưu ý rằng là nó có thể giảm rất sâu. Đấy, anh chị lưu ý cho mình như vậy. Tương tự như vậy đối với HCM hôm nay ấy, lên chạm MA20 thụt lại này. Rồi chưa nào, SHS này, VCI này. Đấy, hầu hết là như vậy anh chị nhé. Đấy, ví dụ con BSI như vậy này. BSI thì nó thật anh chị, mình mua hôm qua một tí. Đấy, hôm qua mình có mua một tí. Đấy, nhưng mà như hôm nay thế này, chiều mai 20 về không biết có cắt lỗ hay không, chưa biết. Đấy, nhưng mà cái này anh chị lưu ý ra là nếu như nó thủng những vùng này á, nếu như nó thủng những vùng này thì có thể nói rằng là chúng ta hết sức là cảnh giác. Bởi vì cái quá trình cái nền cái vùng đỉnh mà nó đã về đấy thì nó đã chạm xuống là 3 lần rồi, nó đã có 3 đáy là khá ổn. Nhưng mà điều này cũng chưa chắc chắn rằng là cổ phiếu sẽ tích lũy phía trên này và sẽ đi lên. Đấy, chưa chắc chắn được điều đó, đúng không ạ? Tất nhiên nó đi lên nó sẽ ok, nhưng mà đó là những cái chúng ta kỳ vọng. Nhưng mà hiện tại nó tất cả mọi thứ chúng ta thấy rằng là nếu như quá trình nó thủng những vùng này thì nó sẽ đi rất sâu. Đấy, tất nhiên thì những cổ phiếu này mình nói hơi kỳ với mình, có cổ phiếu này thật anh chị có một tí như vậy mình tham gia hôm qua đến chiều mai hàng mới về, nhưng mà lời lại chưa biết à, lại thì hiện tại là một tí, nói thật anh chị là một tí chẳng chẳng đáng là gì cả. Nhưng mà những cái chúng ta tham gia đây, chúng ta tham gia một tí lấy vì để lấy cái cảm giác thị trường thì được thôi. Nhưng mà chúng ta cảnh giác khi mà nó thủng những vùng này chúng ta phải chấp nhận cắt lỗ, đúng không ạ? Thì đó là đối với BSI. Tương tự như vậy đối với FTS hoặc CTS, tất cả là đều như vậy thôi anh chị, đều là như vậy. Đấy, do đó chúng ta hết sức cảnh giác. Đấy, còn trong một trường hợp mà nó muốn lên thì đó nó phải có quá trình tích lũy lại và nó phải vượt cái đường trên giảm và vượt cái đỉnh của tam giác, cạnh trên của tam giác mình nói với anh chị rất nhiều lần rồi. Ở đó đối với dòng chứng khoán, dòng thép vậy thôi. Dòng thép hôm nay lên vượt được MA10 như là hoa sen là vượt MA10, đó là phiên sáng, nhưng mà phiên chiều bị bán ngược lại luôn, đúng không ạ? Phiên chiều thì mặc dù nó có xanh nhưng mà xanh với một cái nền như thế này đóng cửa gần như thấp nhất phiên, khối lượng nhỏ như thế này nó thường là không tốt. Đấy, và một cái khả năng để nó có thể test là vùng đáy cũng có thể xảy ra, và khi nó thủng những vùng lên này á thì nó cũng có thể là tiếp tục giảm. Đấy, anh chị lưu ý cho mình như vậy. Do đó là chúng ta cần phải chờ, nó muốn tham gia với một cái tỷ trọng nó tương đối á để kiếm tiền á thì chúng ta phải chờ là khá là lâu đối với thị trường chung và hầu hết các cổ phiếu là như vậy. Hôm nay Hòa Phát cũng vậy thôi. Đấy, Hòa Phát lên chạm MA10, MA150 bao giờ về bán ngược lại vào phiên chiều, mặc dù nó khó xanh giá nhưng mà xanh như thế này chẳng có ý nghĩa gì hết, đúng không ạ? Thì đó là về yếu của hầu hết các cổ phiếu dòng thép Nam Kim vậy thôi, lên gặp MA20, MA10 thụt lại ngay. Đấy, thì đó là đối với dòng thép. Tiếp theo nữa là các cổ phiếu cũng khá là nhiều dòng anh chị, cũng khá là nhiều dòng thôi, cũng khá là nhiều dòng. Phân bón thì nó đi đây anh chị nhé, phân bón thì nó đi rồi. Cái giai đoạn này là do thông tin, là anh chị biết rồi, thông tin là gì nè, nó kéo lên cái đỉnh số 2 đấy là cái thông tin về Trung Quốc ngừng xuất khẩu phân bón này, đúng không ạ? Nó tăng mấy cây sau đó nó giảm lại, nó lên tao đỉnh số 2 đấy. Cái giai đoạn này mình nói anh chị, tức là khi mà nó dao động gặp vùng này thì nó sẽ rất là khó để lên, trừ trường hợp mà nó tích lũy lại. Còn nếu như anh chị mà sử dụng theo phương phải theo trường phái MACD thì anh chị theo như đấy, như đấy. MACD là nó là một đỉnh này, vùng đỉnh này thì đỉnh giá thì thấp nhưng MACD thì cao, đỉnh này thì là cao hơn nhưng mà MACD thì thấp hơn. Đấy, đỉnh này vùng giá thì về vùng này thì bằng nhau nhưng mà MACD thấp hơn. Như vậy là nó đã có, như là nó có ba đỉnh MACD. Đấy, và hiện tại thì MACD còn lao xuống phía mạnh chỉ thế này thì nó sẽ còn giảm rất sâu. Đấy, có thể các phiên tới nói như vậy không phải có nghĩa là các phiên tới nó sẽ giảm. Các phiên tới nó có thể đấy nhá, nó có thể cân bằng đấy một số phiên, tức là nó sẽ hình thành cái quá trình tái phân phối, đúng không ạ? LPSI đấy. Đấy, thì anh chị lưu ý cho mình như vậy. Còn mà để tham gia những cổ phiếu giai đoạn này thì có thể là nó rất là rủi ro. Đấy, hiện tại là như phân bón Bình Điền còn giữ được giá thôi. Đấy, hầu hết là các cổ phiếu đang như vậy. Đàm cà máu là DGC như vậy anh chị này. Nếu DGC em gì theo trường phái MACD như vậy. Đỉnh này thì giá cao hơn đỉnh này này. Nhưng mà MACD thì nó đã có chứ nè, đã có cái sự phấn kỳ ở đấy rồi. Tức là giá thì tăng nhưng mà MACD giảm. Và hiện tại nó còn lao dốc xuống dưới. Đấy, thì những cổ phiếu như thế này anh chị hết sức lưu ý. Hết sức lưu ý anh chị nhé. Tương tự như vậy đối với nhóm ngành bán lẻ có con ép à, đế chứ quân này. Đế chứ quân kiểu như vậy anh chị này. Đấy, anh chị thấy chưa? Một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Và ba đỉnh này thì anh chị thấy rồi là MACD là nó là nhá. Giá thì tăng lên. Giá các đỉnh thì tăng. Nhưng mà MACD thì anh chị thấy rằng là nó đang lao xuống cả. Và đỉnh của các MACD này là nó đang như thế này, là nó tính phân kỳ. Đó là mình nói quá một chút về nếu như anh chị mà thương theo thương phải MACD thì nó là như vậy. Tương tự như vậy là FRT như vậy chị nhá. FRT như vậy nhá. Cái đỉnh này thì giá thấp hơn đỉnh này rất nhiều. Nhưng mà anh chị thấy rồi. Đấy. Thì nó là đỉnh này thì giá cao hơn nhưng mà MACD lại thấp hơn. Và hiện tại thì đang lao xuống.
Do đó là khả năng để nó có quá trình phân phối ở vùng này, có thể kết thúc ở vùng này là xác suất sẽ rất cao. Đấy, tương tự như vậy thôi. Đúng không ạ? Đấy, thì mình thì cũng không không thường thì không theo cái trường phái này nhiều, nhưng mà mình, trên kênh như thế và trên cộng đồng chắc chắn là nhiều nhà đầu tư sẽ sử dụng cái chỉ báo này, nên mình nói thêm một cái tí như vậy. Ở ngoài ra nữa là cái nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí thì hiện tại những PVS cũng vậy này, mình nói anh chị là những cổ phiếu này nó còn giữ giá được, nhưng mà giữ giá thì chúng ta theo dõi không phải chúng ta mua. Bởi vì sao? Bởi vì cái vùng này khối lượng còn rất là lớn là thứ nhất, thứ hai là vùng này còn rất là dao động. Do là những cổ phiếu này trừ trường hợp nó tích lũy lại thì chúng ta sẽ tính toán đến chuyện là chúng ta sẽ tham gia sau. Còn nếu như mà nó có kiểu như thế này á, là nó rất là dễ rơi. Đấy, nói như vậy là không phải là phiên mai phiên kia nó đã rơi, nhưng mà nó có thể là sáng tuần sau, tuần sau nữa nó mới rơi, chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái kiểu để tham gia nó sẽ chưa đạt. Chỉ nhớ tương tự như là đối với PVD. Nhiều anh chị thì cũng đưa ra giả thuyết cho với mình là ở trong nhóm khách hàng cũng có trao đổi mình như này, do cái chiến tranh của Trung Đông rồi là liên quan giá dầu các kiểu là kỳ vọng rất nhiều, do đó là đưa ra quan điểm là sẽ tham gia nhóm những dầu khí PVD, PVF, rồi BSR vân vân. Nhưng mà mình cho rằng thì những cái thời điểm hiện tại là rất là khó để chúng ta có thể tính toán được cái gì là tham gia với một tỷ trong lớn, lượt lạt một tỷ mà cho vui để lấy cảm giác thị trường thì ok thôi, không sao cả, không ảnh hưởng gì nhiều thì được. Chứ còn mà để tham gia giai đoạn này mình thấy rằng là nó rất là rủi ro. Đấy thì đặc biệt là mình chốt lại anh chị là một số cái lưu ý đối với thị trường chung á, thì nếu như nó thủng ở vùng này và ở khung độ nhỏ nó thủng ở vùng này và cái chiến lược như lúc này mình chia sẻ đấy là cái mình muốn nói trong video này, thì có thể là phiên mai phiên kia chúng ta nghỉ không làm video, không không chia sẻ. Nhưng mà cái hôm nay mình muốn căn dặn anh chị là có thể, bởi vì nó có thể xảy ra vào phiên mai hoặc phiên kia, và nếu như chặt 30 phút thì nó có thể xảy ra vào phiên kia phiên mai rồi, đúng không ạ? Do đó là mình cũng tránh thủ làm mình chia sẻ thêm để anh chị nào thường xuyên theo dõi kênh của mình thì có những cái chiến lược để anh chị hành động cho nó phù hợp. Thì video mình xin phép dừng tại đây. Rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.